Thưa quý vị, mùa xuân là mùa dương khí đang lên, mọi vật đều phát khởi ý chí thăng tiến. Nhân lúc vào xuân Nhâm Thìn, năm con rồng, xin được kể câu chuyện Cá chép vượt vũ môn hóa rồng, tác giả Lê Minh Hưng. Cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Cá chép hay còn gọi là cá lý ngư là biểu tượng cho sự kiên trì, bền chí. Trong truyền thuyết có câu chuyện cá chép hóa rồng, vì thế cá chép thường được coi như rồng, một con vật linh thiêng cao quý. Cả bầy cá chép, con nào cũng muốn vượt qua cửa rồng, bởi chúng biết hãy vượt được qua cửa rồng thì chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường trở thành những con rồng siêu phàm thoát tục. Khốn nổi, cửa rồng cao quá, cả bầy cá chép con nào con nấy mệt đứt cả hơi, va vấp đến nỗi thâm tím cả mặt mày mà chẳng con nào nhảy qua được. Bầy cá xúm lại xin với Long Vương để Long Vương hạ cửa rồng thấp xuống một chút. Long Vương không bằng lòng, cả bầy cá chép bảo nhau quỳ một trước mặt Long Vương không đứng dậy nữa. Chúng quỳ luôn ở đấy 9981 ngày. Cuối cùng Long Vương cũng mũi lòng và đáp ứng yêu cầu của bầy cá. Thế là cá lớn cá bé nhẹ nhàng thoải mái vượt qua cửa rồng và vui mừng hễ hả vì cả bọn đều biến thành rồng. Không lâu sau, những con cá chép được hóa rồng ấy bây giờ mới phát hiện ra một điều là tất cả cá chép đều hóa rồng, cũng chẳng có gì khác so với lúc tất cả đều chưa phải là rồng. Thế là cả bầy cá lại đi tìm Long Vương nói lên điều ngờ vực khó nghĩ trong lòng. Long Vương cười và bảo: cửa rộng chính thức thì không thể hạ thấp được. Nếu các ngươi muốn có cảm giác thực sự của con cá chép được quá rộng thì hãy đi mà nhảy qua cái cửa rộng không hạ bớt chiều cao kia mới được. Câu chuyện nói về việc muốn đạt được sự thay đổi thực sự, như từ loài cá chép hóa thành rồng, từ nhà tranh vách lá thành nhà lầu, từ khó khăn đến thành đạt, sự nghiệp, tất cả đều cần có sự thay đổi vượt bậc nào đó, thậm chí phải có sự hy sinh, đánh đổi, mất mát. Khi không đủ khả năng để vượt qua ngưỡng giới hạn nào đó, thì sự thay đổi về lượng thành chất chỉ là ngộ nhận. Không cứ ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức là thành đạt, cưỡi ô tô đắt tiền, tiền xài như nước là doanh nghiệp thành công. Đảo người lấy thấp bù cao, cao cho đến lộn tụng nhào chứ yên. Đảo trời bù dưới bớt trên, cân bằng sinh thái không thêm bớt gì. Trong triết học di vật thường nhắc tới nguyên lý chuyển hóa lượng chất sau đây: sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất và ngược lại. Nhiều người đã nhầm lẫn suy luận rằng cứ đạt được những điều kiện biến đổi dần dần về lượng là sẽ đạt được kết quả là biến đổi về chất. Thực ra, không thể lấy số lượng đổi ngang với chất lượng. Tuy nhiên, khi chất tăng lên thì lượng sẽ tăng lên. Đây mới thật sự là lượng và chất đích thực. Điều này phù hợp trong mọi lĩnh vực: tình yêu, hạnh phúc, thịnh vượng, kiến thức, công bằng, văn hóa, vân vân. Có thể nói niềm tin cá hóa rồng là niềm tin về hiện tượng thăng hoa diễn ra trong vũ trụ và trong cả cuộc đời trần tục. Từ trong sâu thẳm, đó còn là ước vọng về sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, về khả năng cải tạo cái ác, cái xấu. Trong ca dao Nam Bộ, cá hóa rồng mở ra hướng phát triển tiến tới sự hoàn thiện hơn. Do vậy mà trong một số trường hợp, cá biểu trưng cho một nhân cách thanh cao, dạng tiềm ẩn hoặc là hướng tới một kết quả tốt đẹp.
trên trời có cây hoa kiên, dưới biển có cá hoa lòng. Con cá lòng tông ẩn bông ăn rong, anh đi lục tình giáp dòng, đến đây trời khiến đồng lòng thương dân. Nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua chính mình, đó chính là hình ảnh của cá chép vượt vũ môn, hay còn gọi cá hóa rồng. Từ nguồn cảm hứng Xuân Nhâm Thìn, Xuân Nam Rồng và câu chuyện Cá Hóa Long, một đạo huynh đã hạ bút đề thơ Vịnh Năm Nhâm Thìn. Vịnh Xuân Nhâm Thìn 2012. Xuân này cá rẻ hóa rồng, Việt Nam muôn thuở thăng long ý trời. Này đây non nước xinh tươi, tuổi thân là tuổi của người Việt Nam. Xuân này mở hội quy hoàng, lạc long nổi giống lên đàn dựng xây. Xuân này xuân hội rồng mây, xuân tâm xuân cành lên đài dính